Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 017. Bài này là bài người ta yêu cầu các em tìm công thức của một ancol. Cụ thể ancol này cho no, đơn hay đa thì chưa biết. Vì thế đã công thức tổng quát như thế này. Số mol ancol cho biết rồi là 0,05. Số mol CO2 biết rồi. Ancol này là ancol no, vì thế thầy dùng quan hệ mol CO2 nước trừ đi CO2 thì bằng số mol ancol. Vậy từ đó suy ra nước của thầy bằng 0,2 mol. Để tìm ra công thức, chúng ta phải tìm ra N và tìm ra X gì. Phương trình đầu tiên là thực thể dùng bảo toàn nguyên tố carbon. Bảo toàn C thì tìm ra N bằng 3. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn nguyên tố oxy thì tìm ra X gì bằng 3. Như vậy công thức của nó là C3H8O3 hay là C3H5OH3 lần. Đáp án này có là C.